Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng người đến video của mình. Trong cái việc sử dụng nước hoa, chúng ta luôn luôn cố gắng tìm những cái mùi hương nước hoa mà đáp ứng được hai tiêu chí, đó là mùi hương rất là thu hút khi mà mọi người ngửi, và cái thứ hai đó là độ lưu hương cực tốt. Nhưng mà tất nhiên thì không phải chai nước hoa nào cũng có thể đáp ứng được hai tiêu chí đó. Nhưng mà trong video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho các anh em top 10 chai nước hoa mà có thể đảm bảo được, ít nhất theo cái quan điểm của mình, nó có thể đảm bảo được hai tiêu chí khi mà các anh em xịt. Có thể đối với cá nhân các anh em khi mà xịt thì có thể mọi người cảm thấy không quá thích. Thế nhưng mình đảm bảo là nếu như chúng ta biết sử dụng đúng chỗ, đúng thời điểm thì những chai nước hoa này nó sẽ phát huy được hết những cái công dụng, đó là thu hút và lưu hương rất là tốt. Ok, let's go. Ở video số 10 mình muốn giới thiệu cho các anh em một sản phẩm của nhà Bulgari. Nhà nước hoa này với cái line về nước hoa mùa hè thì họ luôn luôn ưa chuộng mùi hương nước biển. Một trong những sản phẩm mà mình muốn giới thiệu đến cho anh em ngày hôm nay đó là Bulgari Aqua Amara. Cái mùi hương này là cực kỳ nồng nàn, cực kỳ thu hút. Nó luôn luôn được xếp là best dùng cho mùa hè. Nhưng đấy là mùa hè ở châu Âu thôi. Còn chai nước hoa này thì bởi vì cái tính chất mùa hè ở Việt Nam mình nó rất là khác với các nước ở châu Âu, thì mình nghĩ là nó sử hợp với mùa xuân hoặc đầu thu hơn là sử dụng cho mùa hè. Khi mà các anh em xịt mùi hương của chai nước hoa này thì nó luôn luôn mang đến một cảm giác đầy trẻ trung, năng động và cuốn hút. Và đôi khi nó cũng khá là sexy. Do đó ở vị trí số 10 mình muốn giới thiệu cho anh em chai nước hoa của nhà Bulgari Aqua Amara. Ở vị trí số 9 nó là một sản phẩm của nhà Yves Saint Laurent. Các anh em chai nước hoa thường hay nói lấy nhà nước hoa này là yếu sinh lý, bởi vì là hàm ý là chê bai cái độ lưu hương của những sản phẩm của nhà nước hoa này. Thế nhưng với Yves Saint Laurent L'Homme Intense thì ít nhiều nó sẽ thay đổi suy nghĩ của các anh em. Đây là bản nâng cấp tiếp theo của bản Yves Saint Laurent L'Homme, nhưng mà mùi hương nó hoàn toàn khác hẳn. Nếu mà những cái phiên bản cũ đó là mùi hương nhẹ nhàng và nó luôn luôn được giới thiệu là best choice dành cho đi làm đó, bởi vì cái tính chất mùi hương của nó rất là nhẹ nhàng và rất là hợp trong cái không khí của office. Thế nhưng ở cái phiên bản L'Homme Intense này thì nó hoàn toàn khác, nó mạnh hơn, đậm đà hơn và dữ dội hơn, và điều đặc biệt nữa là trong cái khả năng lưu hương của nó thì nâng cấp lên đáng kể. Đây là cái mùi hương rất là phù hợp sử dụng cho thu đông. Do đó nếu như các anh em nào đang yêu thích cái sản phẩm của nhà Yves Saint Laurent này và cần chọn một cái chai nước hoa mà nó sẽ đỡ hơn với La Nuit de L'Homme, nó sẽ đỡ hơn La Nuit de L'Homme và một loạt các line của La Nuit, thì La Nuit de L'Homme Intense là cái sự lựa chọn mình muốn giới thiệu cho các anh em. Ok, ở vị trí số 8 đó là một nhà nước hoa niche nhưng có một cái tốc độ ra sản phẩm còn hơn cả những nhà nước hoa design, đó là Mancera Cetrap Boys. Có rất là nhiều các ý kiến các anh em cho rằng mùi nước hoa này thật là hóa học, mùi nước hoa này không thể so sánh được với Creed Aventus. Ok, đó là sự ý kiến của mỗi cá nhân, mình không ép buộc ai cả. Thế nhưng khi mà các anh em xịt mùi hương nước hoa này và đi đến bất cứ ở chỗ nào thì cái điểm thu hút của chai nước hoa này là không ai có thể phủ nhận. Còn cái việc mùi hóa học thì có thể là đối với các anh em mà chuyên về nước hoa thì có thể là các anh em thấy như thế là không hay, không thích. Nhưng mà ví dụ như về cơ bản đối với mình chẳng hạn, thì mình chỉ cần một mùi hương nước hoa mà nó có thể mọi người sẽ cảm thấy thu hút, mọi người sẽ cảm thấy dễ chịu khi gặp mình, để nó thuận tiện hơn cho mình khi mà đi ra ngoài hoặc là đi uống nước, đi cà phê. Và Mancera Cetrap Boys nó đáp ứng được những cái tiêu chí như thế. Đó là vị trí số 8, đó là sản phẩm của nhà Mancera. Ở vị trí số 7 là một sản phẩm của nhà Tom Ford, nó có tên Noir Extreme. Đây là cái phiên bản nâng cấp tiếp theo của Tom Ford Noir. Nhưng nếu như ở phiên bản gốc đó là một cái mùi hương khá là u tối và nói chung là khá là đơn điệu, nhưng ở cái phiên bản Extreme này thì nó hoàn toàn khác. Vani ngọt ngào, và trên diễn đàn Fragrantica họ thường đánh giá chai nước hoa này có mùi hương hổ phách kết hợp với vani. Nhưng tự chung lại đây là một cái mùi hương rất là thu hút, rất là ngọt ngào. Và thực sự mà nói đây là một trong những chai nước hoa hiếm hoi Tom Ford mà mình cảm thấy mình dễ sử dụng khi đi ra ngoài. Còn tất nhiên thì các anh em có thể có nhiều chai khác, nhưng đối với mình thì đây là một trong những chai nước hoa của nhà Tom Ford mà mình có thể sử dụng được. Đó là vị số 7, đó là Noir Extreme. Ở vị trí số 6 đó là một ông hoàng của Party, Jean Paul Gaultier Ultramé. Không có gì để nói về chai nước hoa này bởi vì nó có thể gọi đánh giá là con quái vật về khả năng lưu mùi. Mình chỉ cần xịt một sọt hoặc hai sọt thì nó sẽ phải lưu lên, chắc là phải nếu đến hết ngày hôm sau mất, kể cả là mình có tắm, mình có kỳ, mình có dùng như thế nào thì cái mùi hương của nó vẫn bám cực kỳ khủng khiếp lên trên da. Do đó ở vị trí số 6 đó là Jean Paul Gaultier Ultramé.
Lê và vani cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ thu hút và cực kỳ khủng khiếp trong việc bám tỏa mùi. Ở vị số 5 đó là Giorgio Armani Core Profumo, một siêu phẩm của nhà Armani dùng trong mùa đông. Đây là chai hoa mình rất là thích khi mà những hôm nào trời cực lạnh mình sẽ xịt, và công năng của nó thì tuyệt vời. Cộng thêm cái khả năng bám mùi của nó rất là tốt. Mùi hương thì ngọt ngào, manly, và nói chung là nó rất là đa dạng. Nếu như bạn thích sexy, nó có sexy. Bạn thích đĩnh đạc, nó có sự đĩnh đạc. Và cuốn hút thì nó cũng có. Do đó, thực sự nếu như anh em nào mà có một trong cái tầm tiền nó vừa phải và muốn mua một chai nước hoa một thu đông có thể dùng đa dụng, thì Armani Core Profumo mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Ở vị trí số 4 đó là Dior Sauvage Eau de Toilette. Chai nước hoa này mình rất là yêu thích. Mình biết là rất nhiều, rất là đặc biệt là những anh em chơi nước hoa lâu năm thì không bao giờ coi trọng Dior Sauvage Eau de Toilette hoặc là Eau de Parfum hoặc là Parfum. Nhưng mà đối với mình thì như mình đã nói, mình luôn luôn lại rất là yêu thích mùi hương chai nước hoa này, cực kỳ là sexy, cực kỳ là cuốn hút. Khi mình đi làm hoặc đi chơi hoặc là đi bất kỳ một cái dịp nào đó chẳng hạn mà mình xịt mùi hương này thì luôn luôn là mọi người cảm thấy dễ chịu khi mà ngửi. Và đối với mình thì thực sự đối với khả năng, cái trình độ nước hoa của mình thì mình chỉ cần như thế mà thôi. Còn có thể nó không mang cái tính suy tư, nó không mang cái tính gọi là triết học, bác học nào đó thì cái đấy tùy các anh em. Nhưng nếu như các anh em nào cần một cái mùi hương cực kỳ đa dụng, cực kỳ sexy và cực kỳ thu hút thì Dior Sauvage Eau de Toilette là cái sản phẩm mình muốn giới thiệu cho các anh em. Ở vị số 3 nó là một siêu phẩm của nhà Chanel và cũng khá là lâu rồi mình không nhắc đến nó. Blue de Chanel Eau de Parfum. Mặc dù hiện tại đã ra đến bản Parfum nhưng đối với cái đánh giá của mình nó không có gì khác biệt đối với bản Eau de Parfum, do đó mình quyết định mình không mua. Và so với bản Eau de Toilette, nó có sự khác biệt rất là nhiều. Eau de Toilette, nó có citrus, nó có tính thanh niên, trẻ trung. Nhưng bản Eau de Parfum này thì nó manly hơn, điềm đạm hơn, và chú hút hơn. Tất cả các sự kiện, tất cả các dịp, tất cả các mùa. Nhưng mà mình cảm thấy mùi hương này xịt vào buổi tối thì có vẻ nó thu hút hơn. Thế nhưng, và cộng thêm cái khả năng bám tỏa mùi kinh khủng của nó nữa thì Blue de Chanel Eau de Parfum, chai nước hoa mình muốn giới thiệu cho các anh em. Ok, ở vị trí số 2, đây là một chai nước hoa mà mình thấy có khá nhiều ý kiến, có những người thích và có những người không thích, đó là Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540. Chai nước hoa này thì nó có một cái đặc điểm khi chúng ta xịt khoảng 1 tiếng, 2 tiếng, chúng ta đa phần các anh em như là có cái xu thế chung và không ngửi thấy mùi hương, và mọi người thường đánh giá chai nước hoa này như không hiểu là cái khả năng bám mùi nó như thế nào. Thế nhưng mình muốn nói lại với các anh em, khả năng bám mùi của chai nước hoa này thì gọi là khủng khiếp. Thực sự là mình không bao giờ mình dám xịt test thử chai nước hoa này ở trong phòng của mình, bởi vì 2 đến 3 ngày sau mỗi lần mình đi làm thì mình mở phòng ra thì nó vẫn còn thoang thoảng cái mùi, và đôi khi mình không muốn ngửi. Mình không muốn ngửi cái mùi ngọt lại của nó. Do đó, ở vị trí số 2 đó là Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540. Ok, ở vị trí số 1 đó là một sản phẩm của nhà Guerlain Santeria trầm mix cùng với hồng, tạo nên một cái mùi hương cực kỳ quyến rũ và cực kỳ bám mùi, không còn từ nào có thể diễn tả hết về cái khả năng bám mùi của chai nước hoa này. Mình nghĩ là chỉ cần 2 sọt thôi là các anh em có thể sử dụng cả ngày luôn. Và đừng bao giờ xịt quá liều chai nước hoa này, bởi vì cái mùi hương của nó rất là strong, nó rất là power và cực kỳ là nồng. Thế nhưng nếu như mà mọi người xịt vừa độ vừa phải thì nó sẽ rất là quyến rũ, nó rất là thu hút. Mình nghĩ là một chai với 100ml chai nước hoa này thì mình không biết là đến bao giờ mình có thể sử dụng được hết. Do đó anh em cũng thể hiểu được cái khả năng bám mùi của nó khủng khiếp như thế nào. Ở vị trí số 1, Guerlain Santeria. Thì vừa xong mình vừa giới thiệu cho anh em top 10 chai nước hoa mà đối với cá nhân của mình thì có một cái mùi hương mà khi các anh em xịt sẽ nhận được những lời khen ngợi, những cái ánh mắt nhìn thân thiện khi mà nhìn thấy chúng ta, và cái nữa là nó có một cái độ bám mùi rất là tốt. Hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như anh em cảm thấy video có giá trị thì đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.